Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Thì hôm nay nhân vật chính của ngày hôm nay đó là XSR. Thứ chính là CBR250. Nữ chính sẽ là KTM 200. Các nhân vật phản diện giống như là Z1000, Z800. Rồi, ok. Thì hôm nay mình vô vấn đề chính ha. Hôm nay sẽ mang về cho anh em một con XSR chính chủ. Biển số thành phố nào, coi 59E2 18682 ha. Thì con XSR này á, mình sẵn mình review cho anh em xem luôn. Thì nó mang một cái kiểu dáng, gọi là kiểu dáng một chút hiện đại, một chút cổ điển đó. Bây giờ xe người ta làm vậy nhiều, nó cạnh tranh trực tiếp với lại con CB150 mà trước mình bán rất là nhiều á. Nhưng mà giờ hiện tại mẫu CB150 là chưa có ai bán nên mình chưa có mua được ha. Thì cái con này nó thua con CB150 là không có ABS, nhưng mà nó hơn là nó có nồi chống trượt Clipper Plus VVA đó anh em, cam biến thiên rồi đó anh em. Coi mình review nhiều anh em cũng biết. Thì bây giờ mình sẽ về em cho anh em con này chính chủ đập thùng, em quay sát vô. Con này có một cái hệ thống đèn led rất là đẹp nè đó. Đó, này là xi nhan thôi ha, xi nhan đèn nè, rất là đẹp. Cái hệ thống đèn này rất là mắc nha anh em. Đó đó, anh em nào mê cứ hú mình. Đó đó đó, thì ở cái con này á, rất là tiết kiệm xăng. Xăng của nó khoảng từ 48, có thể có người đi là 50 cây một lít luôn, rất là tiết kiệm. Và con xe này con xe giữ giá nhất nhà Yamaha, cục máy nó chung với cục máy MT15, chung với cục máy R15, chung với R15V4, nhưng nó lại là con xe giữ giá nhất. Hiện tại giá mới nó vẫn còn 80 mấy triệu. Và bây giờ xe cũ mình bán 6X nhỏ nha anh em, 6X nhỏ cho anh em dễ chơi. À, khách mua xe cũ của mình qua bảo trì nè anh em, quay nè đó, giờ đi chơi rồi xong qua mình bảo trì, thấy chưa anh em. Rồi đi vô rồi quay tiếp. À, để nói ảnh quay clip nè. Chờ em 20 phút em quay clip cái nha. Chờ em 10 phút em quay clip cái anh em quay nữa chừng. Rồi ok, do anh cho quay clip cái. Thì con này mình bán cho anh em giá công khai luôn cho anh em dễ chơi ha, 64 triệu. Con này odo 8.000 cây. Đây quay cho anh em. Odo 8.000 cây nè, 8.300 cây. Bán cho anh em 64 triệu, anh em nào thích cứ inbox cho mình ha. Giờ giá xe cũng xuống rẻ rồi. Và nó có một hệ thống đèn led rất là đẹp, xi nhan đẹp. Vỏ thì đương nhiên 8.000 cây thì còn đầy đủ gai nè anh em. Anh em yên tâm về vấn đề sử dụng, nó sẽ không hư hỏng gì đâu. Bên mình bán xe lướt là anh em về anh em không cần sửa chữa bất kỳ điều gì nữa. Rồi, ở đây có một cái ghi đông nè anh em, ghi đông này nè, ghi đông Motorwork này nè. Đó, anh em ngồi rất là thoải mái, kiểu dáng ngồi rất cực kỳ thoải mái ha. Cái này nâng cao lên rất là thoải mái, nên anh em đi xa nó không bị đau tay hay rung tay. Cái ghi đông này là nhiều anh em rất là thích. Đó, về nâng sẵn luôn, anh em đi xa đảm bảo không rung tay nha. Nếu như rung tay thì bên mình sẽ mua xe lại cho anh em. Còn cái zin của nó thì nó sẽ hơi rung, hơi mỏi nha anh em. Anh em chơi xe thì biết mình review rất là chính xác. Đó, rồi ở đây thì có luôn một cái bộ chống đổ này anh em. Mua xe cũ và chủ xe lên đồ chơi rất là nhiều. Bộ chống đổ khung này nó bảo vệ cục máy đầy đủ, anh em yên tâm mọi thứ. Rồi, ở đây có bảo vệ các nước nè. Đó, anh em thấy không? Bảo vệ các nước, chống đổ khung. Rồi phuộc upside down, rất là nhiều trang bị mà anh em về anh em không có tốn thêm tiền nữa. Này cả chống đứng luôn ha. Xe zin nó hình như cũng có chống đứng mà. Không, hình như không có hay lên gì đó. Anh nhớ là R15 đồ mọi thứ là nó không có chống đứng luôn á. Đúng rồi, nó cùng cục máy mà con này có. Hình như là con MT cũng không có luôn. Hình như là lên á, lên cái này lên anh em à. Hình như mô tô là ít khi có chống đứng lắm. Rồi, ở đây người ta lên ốc bảo vệ bên nâng luôn nè anh em. Đó. Rồi. Xe rất là mới, cái này hình như là lên để làm cái thùng nè. Nếu mà anh em có thùng lên là cái này cũng nhiều tiền lắm anh em, chứ không có phải rẻ gì đâu. Xe thì còn rất là mới. Cái này là để ba lô đồ á, ba lô hay thùng mà anh em đi xa đồ nè, anh em cột vô đỡ tốn tiền lắm nha anh em. Xe này anh em mua đi chơi rồi. Ở đây có cái trắng bùn nữa nè. Thì xe còn mới luôn, nhông xin dĩ mọi thứ nó còn mới cỡ 90 mấy phần trăm luôn anh em. Đó, rồi cái chống đổ khung bên đây, quay đây. Ở bên đây thì cái này để treo đồ đúng không? Cái này cũng rất là chắc chắn ha anh em. Này treo đồ. Đó. Chống đổ khung, mọi thứ nó rất là đẹp, máy rất là êm. Thì xe này xe lướt mà anh em. 221 mà 8.000 cây thì quá tuyệt vời.
Đặc biệt con này ở lên hai giáp nha anh em. Đó, hình như xe zin cũ con này hình như không có đó, nghe em biết vậy. Máy êm. Đó, đẹp không? Hai giáp đẹp. Đèn đẹp. Đèn này á là anh em có thể tự tắt riêng luôn. Đó, là xe bây giờ là không có tự tắt, anh muốn tự tắt anh phải lên công tắc khác nha anh em. Ê mà cái này lên để làm cái gì hả? Em hình dung không? À, ha. Cái này anh vẫn chưa hình dung ra. Anh vẫn chưa hình dung ra là gắn để làm gì. Nhưng mà dịnh thì phải có miếng bự. Nhưng mà cái này nó nhỏ, chắc anh gắn cho đẹp hoặc là bảo vệ để cho để đồ lên á, hoặc là gắn cái gì lên đó để nó khỏi bị dính cái này. Gắn cái lại cam cũng được. Đúng rồi, để gắn một cái gì đó lên á, chứ nó không phải nhiệm vụ đẹp không đâu. Cái yên này rất là êm. Êm cực kỳ, nói chung con xe cực kỳ trang bị nhiều thứ ha, để anh em đi xa. Ok, qua đây 250RR nè. Em này rất là đẹp. Mình có clip trước mình quay rồi, em này cái gì mọi thứ đều nó còn ken chà bán hết nha anh em. Này bán 85 triệu. Rồi, qua em đúc 200-2021. Em này thì lành lắm nha anh em. Em này là sổ sách bảo hành còn đầy đủ luôn. À, em này mình bán 53 triệu cho anh em ha. Em này 7.000 cây, 7.000 km thì em này cũng được trang bị nè, chống độ khung nè, rồi ba ga sau nè, để đi xa nè, nói chung muốn lên một mớ đồ chơi á, anh em cũng đỡ tiết kiệm một đống đồ chơi. Còn em này như mới luôn nha anh em, mọi thứ như mới, anh em muốn xem trực tiếp thì cứ qua mình, em này biển số Sài Gòn luôn, mọi thứ là như mới luôn, đẹp lắm, màu đẹp lắm, ngoài đẹp ken xà beng luôn, mới tinh đó, chống độ đầy đủ hết, tem hãng đồ còn nè, mã vạch đồ còn y nguyên luôn á. Đó, bằng giấy mà nó còn, mấy cái này anh em rửa vài nước là mất rồi, nhưng mà con này vẫn còn là biết cái độ mới của nó như thế nào. Rồi, tiếp theo là MZ1000 thần thánh. MZ1000 này chắc vài bữa mình sẽ quay clip riêng, tại vì mình đang hiện tại mình đang chờ chủ xe tặng cho một cặp giỏ lại đem một cái chìa khóa này lên nữa. Đó, còn mấy con xe lớn này á, anh em lưu ý, khi mình mua xe lớn này mình quen biết mình mới mua, mình biết chủ xe mình mua kỹ. Tại mấy xe lớn này là 1000 phân khối mà, đi là nó phải an toàn, với lại chủ xe phải bảo dưỡng kỹ. Cái em này nè, đặc biệt em này Z1000 á, 26 còn zin luôn, mà bây giờ anh bán chỉ có 200 lẻ mấy triệu thôi. Zin đặc biệt luôn nè, anh em là cái vỏ zin nè, quay cho anh em cái vỏ zin. Người ta không đi con này đúng 13.000 cây luôn nha anh em. Hồi đó người ta mua về thời gian đầu ta đi, sau này ta không đi ta để im hết nè, cái vỏ zin theo xe nè, rất còn dày luôn. Nhưng mà nó bị nứt nè anh em thấy không? Nứt này vẫn chạy được nha anh em. Nhưng mà để lâu rồi cao su chai rồi, chủ xe tặng cho cặp vỏ 10 triệu luôn, tại mình nói cái này nứt rồi. Anh chủ xe á, tại cũng quen biết mình, nói thôi tặng cho anh em xem kênh luôn. Tại mình chờ cái cặp giỏ về rồi quay clip luôn riêng cho anh em ok hơn. Giờ cho anh em mình tiếng bô chơi. Cái này á, móc lỗ còn lỗ thôi. Nói chung là xe này còn chinh. Còn chinh một nửa. Người ta móc lỗ còn lỗ thì nghe nè. Tại vì người ta móc hết thì nó bự. Rồi. Nói chung xe em này còn zin rất là nhiều luôn nè. Rất là đã. Tại người ta cũng ít đi mà, nếu mà 13.000 chuẩn là xe nó như mới thôi nè. Đối với mô tô á, nếu mà 20.000 đổ lại là xe như mới thôi. Rất là đã, tiếng mô Z1000 là rất là hay. Mà móc hai lỗ là mất chinh hết, là em nó còn nổ bồ bồ. Mà đúng ra mất chinh là không có còn bót. Mà bót thì không mất chinh, nói chung là thôi nó mất hết lỗ rồi, nói vậy đi. Rồi kế bên là em nhớ 8. Anh em là muốn rẻ hơn một nửa. Chỉ có 130 hơn 130 triệu xíu rồi, một bãi ít nhỏ thôi, con em nhớ 8 zin 2016 ken. Mới luôn nha anh em. Còn rất là mới tại vì dàn áo còn zin luôn. Em này bô móc nhẹ. Mình đề hết rồi anh em, mình thử xe trước khi quay clip rồi, nhưng mà mình phải để im nữa, để nhiều anh em trên clip bắt bẻ.
nói là tại sao không để xe lâu, tại thực chất mấy xe này mình bơm, mình trước khi mình quay là mình thử hết rồi anh em. Rất là đã, cả hai em đều còn đủ hai chì luôn, là biết chủ này là bán xe hơi nè, chủ này là bán lớp, nhà là chủ vừa gạo đó, chủ nào cũng giàu hết, chủ nào cũng VIP hết, mà chủ nào cũng chơi với mình hết, thì lý lịch xe rõ ràng thì mình bán cho anh xem chơi xe lớn nó yên tâm. Đó, cái xe bên mình bán là gì á, chủ yếu là mình bán, mình quay clip lên cho anh em coi, thì bán xe phải chất lượng anh em, nếu mà không chất lượng anh em đem xe tới mà không chất lượng bên mình không thu đâu. Như là mấy xe lớn đặc biệt anh em mua phải biết xe anh em mua, còn không biết thì kiếm những cái nào uy tín để anh em mua. Chứ bây giờ tự nhiên bỏ mấy trăm triệu ra mua xe, mua cục sắt về mệt lắm. Nó như mua xe bên mình là anh em thấy không, nội cái dàn áo không vẫn còn zin, thì nói chi là cục máy chắc chắn là phải zin rồi. Rồi xe được bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nữa, cả con Z8 con Z1000 đều bảo dưỡng đầy đủ. Còn đúc KTM này á là nó có tới kỳ thay nhớt rồi, nói tới kỳ thay nhớt rồi nè. Nếu anh em mua thì mình bớt chút đỉnh cho anh em thay nhớt, hoặc là bên mình sẽ thay cho anh em cái dòng nhớt KTM này nó riêng biệt đó. Những con xe lý lịch rõ ràng. Còn xe này là chủ đi 50-50 nha anh em, có nghĩa người ta thay nhớt rồi, người ta đi xíu rồi ta bán đó. Còn con xe này là chủ không đi nữa, hầu như bỏ em nó ở xó luôn, bỏ em nó góc xó không đi nữa. Thì anh em về thì một là bên mình sẽ hỗ trợ thay nhớt cho anh em, hai là anh em về tự thay nhớt đó. Thì bên mình là hỗ trợ hết toàn bộ cho anh em, và xe đều có lý lịch rõ ràng, cho nên anh em chơi thì anh em cứ yên tâm mà chơi thôi, chứ không cần phải suy nghĩ. Đó giờ anh em thấy không, chưa có anh em nào mà mua xe bên mình là phải phàn nàn về chất lượng, chế độ bảo hành hoặc là lý lịch xe đó, lý lịch xe đều rõ ràng cho anh em. Đó như con này hồi đó 160, bây giờ còn 8 mấy triệu, quá rẻ. Z1000 ngày xưa là 450 triệu, bây giờ còn 208 triệu, tại vì giá theo thời gian là giá xe nó phải xuống anh em. Và anh em mua xe bên mình cũng vậy, anh em muốn bán xe thì cứ liên hệ mình, nhưng mà mình mua cái giá hợp lý thôi, chứ bây giờ anh em đòi giá cao cũng được. Còn nếu như mà không bán được thì anh em có thể bán chỗ khác đó, chứ mình sợ mất lòng. Có nhiều khi anh em mua tới là mình mua xe giá đó, anh em mất lòng tội nghiệp mình đó. Anh em coi clip thì anh em nhớ lưu ý nha, và anh em mua xe á, anh em alo trực tiếp giùm cho mình nha. Nhiều khi nhắn tin là mình sẽ bị trôi tin nhắn rồi lúc đó anh em mình bị mất lòng nhau, nó mệt. Anh em biết là mỗi ngày biết bao nhiêu người nhắn tin rồi, chưa tính những đứa trẻ trâu nó phá, rồi những đứa nhỏ nhoi nhoi nó gọi, nó nhắn tin nó phá nữa, nó không có mua mà phá. Anh em buôn bán là anh em biết rồi, mà đặc biệt những mặt hàng mà nổi tiếng trên mạng, mình nổi tiếng rồi, top đồ YouTube đồ á, thì người ta, thì nhiều đứa con nít biết, thì nó sẽ nhắn tin nó phá, không được gì anh em. Thì anh em mà muốn mua thì cứ alo trực tiếp cho mình, hoặc là anh em thích thì cứ qua cửa hàng, anh em muốn tham khảo cũng được, tham khảo thì qua đứng xem bình thường mà anh em đừng có ngại. Anh em mình chưa biết thì qua tham khảo, rồi chừng nào có tiền mình mua sau, chứ đâu phải nhất thiết là phải qua đây là mình bắt buộc anh em mua, qua đây là bắt buộc anh em bán đâu. Đó, mình cũng phải tham khảo rồi ok này nọ đó, nói để cho anh em biết, anh em mình hiểu nhau đó. Cho nhiều anh em, có nhiều anh em mình đã gặp anh em hồi đó tao nhắn tin mà mày không trả lời, tao mua xe ở chỗ khác rồi, thấy buồn không? Tại vì nhiều khi nó trôi tin nhắn anh em, trước khi mà khách hàng người ta đã đến đây, người ta mua xe mình rồi, thì người ta đã đem tiền đến cho mình rồi, ngu gì mà mình lại xô đuổi người ta, đúng anh em? Tại chẳng qua là do một cái trường hợp nào đó, hoặc là bị cái gì đó nó bị trôi tin nhắn nhiều quá. Anh em biết bán trên mạng xã hội thì nó sẽ có rất là nhiều thành phần nhắn cho mình, người tào lao có, người ấy có, nhiều người thật cũng có, đủ thứ nó trộn lại nó, thì nó bị trôi, nhắn rất là nhiều bị trôi. Thì anh em alo cái xe đó còn không anh? Ok còn thì còn không còn thôi. Còn anh em nào mà chưa có điều kiện, mình thấy ở bên anh mình có con này, mình qua mình ngắm thử ở ngoài nó như thế nào, sau này có điều kiện mua thoải mái anh em đó. Bên mình có bảo trì bảo dưỡng đó, anh em cứ thích gì thì cứ ghé mình bảo trì bảo dưỡng đó. Một anh nó đi chơi về xong ghé bảo dưỡng rồi đó, đi chơi đã về rồi ghé bảo dưỡng đó. Ok anh em, thì bên mình hỗ trợ tuyệt đối cho anh em rồi. Vậy nha anh em, mình xin kết thúc clip ở đây, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe nha.